Hello, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái công dụng, một cái lợi ích và một cái mà cách để chọn, để nhận biết trái cây vào mùa mà trái cây ngon. Đó là trái thanh long đó các bạn. Đây là trái thanh long mà nó có rất rất nhiều công dụng, và đặc biệt là đối với các mẹ bầu. Và chúng ta ăn như thế nào cho đúng, và chúng ta sử dụng như thế nào, và chọn trái như thế nào cho nó ngon, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách thức, cái những cái công dụng cũng như là cách chọn, và cũng như cái cách mình ăn như thế nào cho tốt cho mẹ và bé nhé. Đây là trái thanh long mình mua nè các bạn. Bây giờ là vào cái mùa thanh long, nó rất là rẻ tiền và chúng ta có thể sử dụng rất là tốt. Ê con ăn hả? Để mình cắt cho con ăn ha. Đây là trái thanh long ruột đỏ các bạn, rất là ngon luôn á. Chúng ta ăn vào buổi nào thì nó tốt thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây nhé. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Ơi nè, rất là ngon các bạn nè, cho con nè. Đây, màu nó rất là đỏ, rất là đẹp luôn các bạn. Ăn cái trái thanh long ruột đỏ này nó sẽ tốt hơn là trái thanh long ruột trắng luôn á, đặc biệt là đối với các mẹ bầu nha. Cái ruột nó rất là chặt các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu về một số công dụng bất ngờ của thanh long đối với mẹ bầu. Thanh long thì mang lại rất nhiều lợi ích cho các mẹ bầu và thai nhi nhờ nguồn dưỡng chất quý giá và dồi dào. Thanh long ruột mềm, mát, vị chua ngọt, rất dễ ăn khiến nhiều người thích mê. Nhưng không chỉ có thế, loại quả này ngon lành còn mang lại rất nhiều lợi ích cho các mẹ bầu và thai nhi nhờ nguồn dưỡng chất quý giá dồi dào, bao gồm các vitamin, chất xơ, chất béo có lợi và rất giàu năng lượng. Chất xơ thì chứa nhiều chất xơ hòa tan nên thanh long có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, rất tốt cho tiêu hóa và giảm nồng độ cholesterol, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Là loại trái cây rất giàu chất chống oxy hóa anthocyanin. Chúng có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa bệnh ung thư rất hiệu quả. Vitamin C, và nó cũng là nguồn thực phẩm tuyệt vời cung cấp vitamin C và đóng vai trò quan trọng hỗ trợ cho hệ miễn dịch, và thậm chí có thể giúp nhanh khỏi và giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh thông thường. Thanh long cũng là một trong những loại quả chứa hàm lượng chất sắt nhiều nhất cần thiết để sản xuất hemoglobin trong cơ thể người, đặc biệt tốt cho các mẹ bầu. Protein chai chứa trong loại trái cây này cũng có thể tích hợp tích cực với các kim loại nặng trong cơ thể của con người để loại bỏ các độc tố. Hơn nữa, protein chai đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thành dạ dày. Là một số công dụng tuyệt vời cho mẹ bầu. Thứ nhất, đó là tăng cường sức khỏe cho mẹ bầu. Việc bổ sung vitamin C vào chế độ dinh dưỡng trong thời gian mang thai là rất quan trọng, bởi vitamin C không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể mà còn hỗ trợ trong quá trình hình thành răng, xương của thai nhi. Đặc biệt, đối với những mẹ bầu đang gặp vấn đề về sự vệ sinh răng miệng, vitamin C cũng giúp giải quyết tình trạng này. Theo khuyến cáo, mỗi ngày mẹ nên bổ sung ít nhất 70mg vitamin C mỗi ngày, và khoảng 85g thanh long sẽ giúp cung cấp khoảng 25mg vitamin C, đạt 1/3 chỉ tiêu mỗi ngày. Thứ hai, hỗ trợ phát triển não của thai nhi. Không chỉ chuyển hóa năng lượng nuôi cơ thể, chất béo còn cần thiết cho quá trình hình thành và phát triển bộ não của thai nhi, nhất là trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3. Giai đoạn não tăng trưởng mạnh mẽ,
Hàm lượng chất béo trong thanh long tuy không quá nhiều, chỉ từ 0,1 đến 0,6 gram, nhưng lại là nguồn chất béo có lợi ích cho cơ thể. Tam cá nguyệt giai đoạn thứ 3, đó là 3 tháng cuối của thai kỳ đó các bạn. Và thứ 3, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Cứ trung bình 100g thanh long sẽ có khoảng 9 đến 14g carbohydrate, chiếm khoảng 10% nhu cầu carbohydrate tối thiểu mỗi ngày của bà bầu. Và carbohydrate có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, việc bổ sung carbohydrate đặc biệt cần thiết. Ngoài thanh long, mẹ có thể bổ sung thêm carbohydrate từ nhiều nguồn khác nhau, như ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, bắp, khoai tây, mì, vân vân. Thứ tư, ngăn ngừa táo bón. Với hàm lượng chất xơ phong phú và một lượng nước dồi dào, thanh long sẽ giúp mẹ bầu no lâu và tăng khả năng điều tiết của hệ tiêu hóa, nhất là giảm bớt nguy cơ táo bón, triệu chứng khó chịu nhất đối với hầu hết các mẹ bầu. Và mẹ có thể ăn thanh long không hoặc kết hợp với một số hỗn hợp tạo thành salad thanh long thơm ngon cho bữa ăn nhẹ buổi xế. Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể sử dụng sinh tố thanh long, một lựa chọn không tồi cho bữa ăn sáng. Thứ năm, giảm mệt mỏi cho mẹ. Thì vừa cung cấp carbohydrate, vừa có thể bổ sung vitamin B1 cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng cho cơ thể. Ăn thanh long giúp mẹ bầu giảm bớt mệt mỏi, các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt do cơ thể không được cung cấp năng lượng. Và không chỉ như vậy, hàm lượng vitamin B1 trong thanh long còn giúp duy trì những hoạt động bình thường của tim mạch và hệ thần kinh. Cách chọn thanh long ngon thì thanh long có màu đỏ sậm, vỏ mỏng, căng mọng. Điều này chứng tỏ là chúng mới được thu hoạch. Phần tai thì còn xanh, không được nhăn nheo hay khô héo. Đó là những quả tươi mới được thu hoạch. Và bấm tay nhẹ vào vỏ thanh long, nếu thấy cứng thì nên là chọn. Khi chúng ta mua về thì chúng ta sử dụng ngay, không nên bảo quản trong tủ lạnh. Vì nhiệt độ lạnh có thể làm cho thanh long mau bị hư và gây biến chất, không nên. Và sau đây là một số lưu ý cần thiết khi dùng thanh long. Thứ nhất là các trường hợp hạn chế dùng thanh long là mẹ bầu có nguy cơ tiểu đường cao hoặc tiểu đường thai kỳ. Mẹ bầu dễ bị dị ứng với đạm thực vật vì thanh long giàu đạm thực vật. Và mẹ bầu bị đau bụng hoặc đang bị tiêu chảy thì cũng không nên. Mẹ bầu đang trong tình trạng ho đàm, stress nặng, mệt mỏi tay chân. Còn đối với trường hợp thứ hai thì sử dụng thanh long an toàn thì chọn thanh long sạch, tươi, mới, để nơi thoáng mát nếu chưa dùng khi mua về. Không dùng thanh long đã héo, vỏ không còn căng mọng, rửa sạch vỏ trước khi cắt. Không lạm dụng thanh long, không sử dụng quá nhiều và liên tục. Nên dùng thanh long xen kẽ với các loại trái cây khác để cân bằng lượng đường dung nạp. Có thể dùng thanh long làm salad, làm phong phú thêm thực đơn để chống ngán cho mẹ bầu. Mẹ bầu có nên ăn thanh long hay không? Và nên ăn như thế nào? Đến đây chắc hẳn các mẹ đã rõ và yên tâm sử dụng về nhiều loại trái cây này rồi nhé. Theo nghiên cứu của các chuyên gia Canada, thì nếu mẹ bầu ăn nhiều trái cây trong lúc mang thai thì sinh con ra sẽ có tư duy cao hơn hẳn với những đứa trẻ bình thường. Và đó cũng là lý do mẹ bầu nên tích cực ăn thanh long cũng như các loại trái cây khác và để tốt cho sức khỏe của bé. Và giúp bé sau khi sinh ra luôn khỏe mạnh và có chỉ số thông minh cao nhé. Và hiện nay thì đang vào mùa thanh long. Chúc các mẹ có những buổi tráng miệng thật là tuyệt vời. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số lợi ích xoay quanh với nhật ký bí bầu. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu cảm thấy hay thì cho mình một like, còn nếu không hay thì cứ đi like cho mình nhé, để mình biết và mình điều chỉnh những cái chia sẻ của mình cho nó phù hợp với những cái nhu cầu của mọi người. Và cảm ơn các bạn rất rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn nhé.